Ok, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PS nha. Trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mình rút tiền từ Brave về VFHOUSE đó, và về cái tài khoản ngân hàng của mình như thế nào. Thì anh em nhớ coi hết từ đầu đến cuối video, bởi vì Sơn sẽ chia sẻ cho anh em về quy trình cách để mình có thể rút tiền về cái ví của mình ra làm sao. Và cách đây khoảng một tháng thì Sơn cũng có chia sẻ cho anh em về cách để mình có thể kiếm được tiền với cái trình duyệt Brave. Thì từ cái trình duyệt Brave này là nó giúp cho cái máy của mình, khi mình chỉnh truy cập vào website hoặc là mình lướt web, nó sẽ nhanh hơn tốc độ so với bình thường và mình tránh được những quảng cáo đó. Thì Sơn có hướng dẫn cái video là kiếm 20 triệu mà không cần vốn ở đây. Thì đây là một trong những cái cách mà hướng dẫn kiếm tiền mà khá là lâu dài rồi, nó bắt đầu từ năm 2018 các bạn, và cách đây khoảng 3 tuần, gần gần một tháng rồi thì Sơn bắt đầu là Sơn có review về cái trình duyệt này. Nhưng lúc đó thì Sơn cũng có làm trước rồi. Thì ngày hôm nay thì ngoài ra cái hướng dẫn cho bạn cách rút, thì Sơn cũng có một cái case study của một người em thực tế đó, đã rút trong cái tháng vừa rồi được 170 triệu như thế nào nha các bạn. Thì các bạn đã coi hết cái video này, còn nếu như bạn đã chưa coi cái video về kiếm tiền với Brave làm sao thì bạn đã có thể là bấm vào đường link bên dưới video đó, thì Sơn có để lại ở phần 1 và phần 2 cũng như là cái cách để bạn đã đăng ký cái ví để sau này các bạn rút được về tiền về tài khoản ngân hàng của mình thật là nhanh nha. Đấy, thì ngày hôm qua đó thì Sơn có nhận được một cái email của từ bên UpHold, từ VFHold, và nó gửi về cho Sơn đó là trên một tài khoản đó thì Sơn được 517 đồng bạc đó. Thì cái đồng bạc này nó đã có sẵn ở trên cái CoinMarketCap á, bạn có thể lên trên đó bạn search và tìm kiếm. Và đây là một hình thức là mình không cần nó phải bỏ vốn ra để mình bắt đầu đó. Thì hướng dẫn với các bạn đó, thực sự là các bạn nó chỉ cần nó là bỏ cái công sức của mình ra thôi thì bạn vẫn hoàn toàn có thể kiếm được khoảng 10 đến 20 triệu một tháng từ cái ứng dụng này rồi nha các bạn đó. Đó, đây này, thì cái đồng BAT nó là viết tắt của từ Basic Attention Token, thì hiện tại nó đang trên sàn với cái mệnh giá là 0,17 đô, và Sơn nó nhận được là hôm qua nhận về ví là 517 đồng bạc thì trên một cái tài khoản của Sơn đó. Thì làm cái Ray này thì Sơn có rất là nhiều cái tài khoản các bạn đó. Thì bây giờ là Sơn sẽ nói cho các bạn về quy trình mà Sơn rút tiền từ cái ví UpHold vào đó, từ ví UpHold về tài khoản ngân hàng của mình như thế nào nhá. Đầu tiên này, các bạn đã truy cập vào cái ví UpHold thì trên một cái tài khoản mà Sơn rút được tiền về thì Sơn có 90 đô đó, từ khoảng 517 đồng bạc này. Thì để rút được tiền về thì bây giờ là Sơn sẽ bấm vào cái chính cái ví mà nó đang có tiền nhá. Đây, chính cái ví mà đang có tiền này. Sau đó thì mình sẽ chuyển nó về cái send to crypto crypto đó. Sau đó mình sẽ chọn là ví Bitcoin BTC ở đây, ví Bitcoin BTC ở đây đó. Thì tiếp theo đây á, nó yêu cầu mình hãy nhập cái địa chỉ là ví, nhập địa chỉ ví Bitcoin vào. Thì hiện tại là các bạn, nếu như các bạn chưa có cái ví Bitcoin ấy, thì các bạn đã có thể đăng ký trên cái sàn Remitable đó, Remitano đây đó. Thì cái cách mà các bạn vào á, đây nhá, để mình ra trang chủ này để các bạn có thể dễ dàng các bạn nhìn thấy rõ này. Sau đó các bạn bấm vào cái phần là ví bảng điều khiển vào xong phần ví, tiếp theo là các bạn bấm vào phần nạp vào đây thì nó sẽ ra cái đường link ví cho bạn nha. Nó ra đường link ví cho bạn này, bạn copy cái đường link ví ở đây được chưa. Sau đó bạn nó copy bạn dán vào trong cái phần nó yêu cầu đó. Xong tiếp theo đó, nó sẽ hiện lên cái chữ là you own available file from this card, có nghĩa là mình có thể là mình rút hết tất cả số tiền mà mình hiện tại đang có với cái ví hiện tại là 517 đồng bạc ở đây đó. Hôm qua thì mình vào các bạn, thì cái đồng bạc đó, đâu đó mình số tiền mình nhận đâu đó khoảng 87 đô thôi. Tức là sao? Cái đồng bạc từ hôm qua đến giờ nó đã tăng giá lên rồi. Đó, hiện tại là 90,83 đô, nó có trị giá là 2 triệu 1. Thì bây giờ là mình đang rút số tiền nó về nha. Đó, sau đó thì mình bấm vào nút confirm này. Đó, nút confirm. Thì khi mà nó hiện ra như vậy này thì bây giờ là chúng ta cần nó phải là xác minh qua cái số điện thoại của mình. Đó, nó bằng cái 6 cái ký tự. Thì khi mà các bạn đã đăng ký vào cái hai lớp bảo mật đó, thì nó sẽ có cái điều này nha. Thì bây giờ các bạn đợi chút để Sơn sẽ bấm vào hai lớp bảo mật đó. Thường là chúng ta sẽ cài ở trên điện thoại và sau đó nó có cái mã số là 6 chữ số nó chặn đó. Thì bây giờ là Sơn sẽ điền vào nha các bạn. Cứ 1 phút đó, thì cái mã số này nó chạy một lần, bởi vậy là nó rất là an toàn cho những cái người mà sử dụng. Rồi thì bây giờ nó đã chuyển, nó thông báo là nó chuyển cho Sơn nó 517 đồng bạc về cái phí về cái Bitcoin Network rồi. Đó, thì tiếp theo á, để Sơn nó nhận cái Bitcoin này á, bây giờ là Sơn sẽ lên cái Remitano ở đây. Sau đó khi mà ở đây có tiền rồi thì lúc này là Sơn sẽ rút cái tiền nó về. Thì bây giờ nhá, có thể nó chưa gửi về cái tiền ngay cho chúng ta đâu,
Đó, đợi một chút rồi xong sau đó thì Sơn sẽ làm cho các bạn về cái quy trình để các bạn có thể nắm rõ được về cái cách mà chúng ta rút được tiền. Thì cách rút tiền như sau này, thì bước số 1 mà các bạn đã làm với cái trình duyệt Gray này thì nó rất là uy tín nha, nó có cách đây cả 1 năm rồi và nó rất là uy tín, rút về tiền rất là đều đặn. Thì bây giờ là đầu tiên đó, bạn nó phải có một cái tài khoản, đó là tài khoản Ray đúng không? Bây giờ Sơn sẽ login vào cái tài khoản phụ của Sơn đi để cho các bạn nó dễ dàng, các bạn hình dung đi. Đó, Sơn login vào một cái tài khoản phụ để các bạn dễ dàng hình dung cái cách mà mình làm nhé. Thì Sơn có rất là nhiều cái tài khoản Ray khác nhau các bạn. Và có nhiều người bạn nghĩ rằng là Sơn cần nó phải là có một kênh YouTube lớn thì lúc đó mình mới có thể giới thiệu được nhiều người cài đặt cái Ray này, nhưng mà thực ra không phải đâu. Những cái người mà họ cài đặt cái mã giới thiệu của Sơn nó đều là đến từ nước ngoài hết các bạn. Đó, và mỗi một ngày trung bình như vậy là mình có khoảng 500 đến 700 lượt download về. Đó, thì đây là một trong những cái tài khoản phụ của Sơn. Thì tài khoản này thì mình đã làm chưa được 1 tháng các bạn. Đâu đó còn khoảng 3 tuần thì mình đã khoảng là 1.835 lượt download. Nên bởi vậy cái lượt confirm đây này nó chưa có tính đó. Thì cái quy trình của chúng ta như sau này, cái bước số 1 này, sau 30 ngày thì cái Brave này á nó sẽ tính ra là số lượt confirm, có nghĩa là số lượt mà nó xác nhận cái tài khoản người dùng này á, người ta đã hoạt động được sau 30 ngày đó, lượt confirm sau 30 ngày. Và cứ trên một lượt confirm như vậy, một lượt confirm xác nhận thì nó sẽ trả cho chúng ta là tương đương cái số tiền là 5 đô la. Đó, số tiền 5 đô la giả sử đi. Giả sử bây giờ nhá, 1 tháng là Sơn có 1.000 lượt download thôi. 1 tháng là có 1.000 download. Và nó không phải là 1.000 người này download về và sau đó thì người ta sẽ sử dụng hết 30 ngày, mà đâu đó nó chỉ có khoảng 20% thôi. Thì khoảng 20% lượt được xác nhận thì đâu đó tương đương khoảng là 200 lượt confirm đúng không nào? 200 lượt confirm thì nó sẽ nhân lên với cả 5 đô la, thì tương đương là cứ khoảng 200 lượt confirm này đó thì mình sẽ được là số tiền là 1.000 đô đó. Thì cái số tiền này nó trả về cho chúng ta trên cái ví, trên cái Ray Reward này này, thì nó trả cho chúng ta vào đồng BAT, đồng BAT. Thì khi mà cái này nó được 30 ngày này, cái này nó được 30 ngày này thì nó sẽ xác nhận và nó trả BAT cho chúng ta. Các bạn thấy này, cái ngày tiếp theo mà nó giao dịch nó sẽ trả vào chúng ta vào ngày 8 tây hàng tháng nha. Đó, trả BAT vào ngày 8 hàng tháng, trả BAT vào ngày 8 tây hàng tháng. Và cái đồng BAT này nó sẽ được lưu giữ ở trên cái Ray Reward. Đó, đồng BAT sẽ được lưu giữ ở tài khoản Ray Reward. Nó sẽ được lưu giữ ở đây. Và sau đó là cứ đến ngày mùng 8 hàng tháng thì tiền nó sẽ hiện ở đây này, thì các bạn nó sẽ làm một cái thao tác nhỏ thôi, các bạn bấm vào để nó sẽ chuyển chuyển vào chúng ta chuyển tiền vào cái ví Apple. Nó sẽ chuyển cái đồng BAT vào cái ví Apple cho các bạn. Chuyển đồng BAT vào ví Apple cho các bạn ở đây. Được không nào? Và kèm theo nó sẽ có một cái email để xác thực là bên Apple vừa mới nhận được cái số tiền BAT tương ứng với số tiền mà các bạn vừa mới chuyển về cái ví Apple. Đó, thì có bước số 2. Bước 2. Đó. Chuyển tiền, chuyển BAT, chuyển đồng BAT từ tài khoản Ray Reward, từ tài khoản Ray Reward về ví Apple. Đó là bước số 2 nha các bạn. Thì khi mà các bạn đã nhận được đồng BAT về ví Apple rồi thì lúc này các bạn sẽ nhận được email thông báo. Thì sau đó thì mình sẽ đến cái bước số 3 này. Bước số 3 là khi mà các bạn đã nhận được cái tiền nó về rồi thì bây giờ bước số 3 là các bạn nó sẽ chuyển đồng BAT từ ví Apple sang
đồng Bitcoin. Và hiện tại thì mình đã đang chuyển ở trên cái ví, là ví ở trên Remitano. Nên là các bạn chưa có cái ví này này thì các bạn đã đăng ký cái ví này đi, đăng ký trước đi để sau này khi mà các bạn đã cần thì các bạn sẽ có ngay, không phải cập nhật nha. Đó thì Sơn có để lại cái đường link video phần 1, video phần 2 nói về cách kiếm tiền trên Phrase và cách đăng ký cái sàn Remitano với cả Binance như thế nào, thì các bạn bấm ở bên dưới đường link nhé. Cái Ray này thì nó rất là uy tín rồi, nó có từ năm 2018 và anh em mới làm những cái video hướng dẫn rất là kỹ càng rồi nhé các bạn. Đó thì khi mà các bạn đã nhận được bước 4 này, bước 4 là bước bây giờ Sơn đang chuẩn bị Sơn làm và Sơn đang đợi tiền nó về nha các bạn. Đó thì cái bước 4 này, khi mà Bitcoin về Remitano rồi thì cái bước cuối cùng là các bạn sẽ bán Bitcoin và chuyển tiền mặt về ngân hàng. Đó có bốn bước như vậy nha các bạn. Đó thì để các bạn nó dễ dàng, các bạn hình dung được là cách để các bạn có thể rút được tiền về như thế nào. Đó thì bây giờ là Sơn đã kiểm tra thử xem ở trên này á, là cái ví em hầu nó tiền nó về cái BT chưa. Ok, và chờ đợi sau khoảng 11 phút thì trên cái sàn Remitano đã chuyển tiền, chuyển Bitcoin về cho Sơn rồi đây. Đó thì bây giờ là Sơn sẽ vào cái phần ví nha các bạn. Đây, hiện tại là mình đã có Bitcoin ở đây rồi. Đó, và cái số tiền đây là mình bấm vào cái phần là bây giờ mình muốn bán nó đi đúng không? Bây giờ mình bán nó đi thì mình bấm một nút bán này. Sau đó mình chọn một phần mắc. Đó, thì đó nó tương đương là khoảng 88 đô. 88,18 đô cho mình. Đó thì bây giờ là Sơn có thể lựa chọn là mình có thể là chuyển nó về những cái tài khoản ngân hàng của mình. Đó, giả sử đi, bây giờ là mình có thể bán và chuyển nó về tài khoản là Vietcombank. Bây giờ mình chọn là bán ngay. Sau đó thì bây giờ mình sẽ nhập cái thông tin tài khoản ngân hàng của mình vào, cũng như là cái tên tài khoản, thì sau đó là nó sẽ chuyển về cái tài khoản ngân hàng cho mình nhé. Ok, và khi mà các bạn đã nhập cái số tài khoản vào thì nó tự động nó sẽ xác thực ra là cái tên tài khoản ngân hàng, cái người sở hữu ngân hàng. Và sau đó là bây giờ Sơn sẽ bấm vào phần là tiếp tục đi. Ok, và số tiền mà Sơn sẽ nhận được là 1.897.000 và đã được cộng vào tài khoản Remitano, và sau đó là Sơn bấm vào phần rút Việt Nam đồng. Mình cứ làm cái trình tự các bước nha các bạn. Đó, bây giờ là Sơn đã chọn được tài khoản ngân hàng này đấy, và đây là cái lần mà Sơn coi như là Sơn làm mẫu đầu tiên luôn á, để cho các bạn là dễ dàng các bạn hình dung được cái cách mà các mình làm như thế nào từ đầu. Đó, sau đó mình bấm vào xác nhận này, đây. Đó, số tiền tất cả đây, số tiền copy tất cả số tiền đó, sau đó mình xác nhận, kiểm tra và xác nhận thông tin rút tiền của bạn chuyển 1.897.000 về Vietcombank. Đó, tài khoản của Nguyễn Tùng Sơn, xác nhận rồi, và hiện tại nó đang chờ xử lý. Thì đâu đó chắc khoảng là trong một vài phút đó các bạn, thì cái số tiền nó sẽ được chuyển về cái tài khoản ngân hàng của Sơn. Đó, và vừa nãy thì Sơn cũng có đã hứa với các bạn đó là Sơn sẽ cho các bạn coi cái case study một người em của Sơn trong cái tháng vừa qua đã rút được về là gần 170 triệu. Đó, từ cái kiếm tiền với Brain trên một cái tài khoản của bạn ấy thôi nha các bạn. Thì như thế nào thì bây giờ các bạn nó cùng đón xem ở đây. Đây, Sơn sẽ mở lên cho các bạn coi, người thật vực thật. Đấy, số tiền mà bạn ấy mới rút được ngày 9 tháng 9 này. Có nghĩa là Brain nó sẽ trả tiền chúng ta là vào ngày 8 tháng 9 đúng không? Thì đến ngày 9 tháng 9 là bạn rút được về là 167 triệu này. Và cái số BAT nó gửi về email cho bạn đó là 44.874 BAT. Đó, sau đó ở đây là cái tài khoản Ray của bạn đó. Đó thì bạn thấy không, Ray của bạn đó, bạn ấy chỉ có một tài khoản thôi đó, nhưng mà bạn ấy làm về này thì có 12.683 được download, có 2.745 được confirm, thì một tháng là nó kiếm được là 167 triệu. Đó, và đặc biệt là bạn này, bạn ấy mới chỉ khoảng 20 tuổi thôi nha các bạn. Đó, một cái kỳ tích rất là tuyệt vời đúng không nào. Nên nhiều khi mà anh em ta cứ nói rằng là kiếm tiền là khó. Đó, kiếm tiền là không có thể nào mà làm được trên internet, nhưng mà thực sự rất là nhiều người đã làm được thành công và ra kết quả thực tế. Đó, ok, hiện tại là tiền đã về tài khoản của Sơn rồi nha các bạn. Tiền đã về tài khoản của Sơn rồi. Thì đây là cái điện thoại này, đợi chút để Sơn chụp màn hình lại, Sơn sẽ gửi lên cho các bạn đã nhìn thấy cái số tiền mà Sơn đã nhận được. Đây, tiền mới về tức thì nóng hổi luôn. Đó, 1.889.000. Đó, gửi về cái số tài khoản của Sơn. Đó, và cái mã này, cái mã xác thực này, mã chuyển tiền là hai cái nó giống hệt như nhau các bạn.
rồi bữa nãy mình có cái mã rồi đó, thì cơ bản rằng là chúng ta sẽ hình dung được như vậy. Tuy nhiên rằng là cái tháng này á, là mình mới chỉ rút khoảng 1 triệu 8 thôi, thì tương đối ít nên mình rút cơ bản là mình demo cho các bạn nhìn thấy. Nhưng thực ra là hiện tại thì mình thấy cái đồng Bitcoin đang chuẩn bị lên giá rất là ok, nên có thể là lần tới thì mình sẽ giữ lại hết tất cả đồng Bit này, và sau đó khi nào nó lên lên giá thật là cao thì lúc đó mình mới bán. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Nếu các bạn thấy video này thực sự có hữu ích với các bạn thì đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube của Sơn để nhận những video mới trong thời gian tới nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.